những người yêu văn hóa Tây Nguyên, đó là các bông hoa đá quỳ, bông hoa quỳ, bông quỳ đại. Ở Tây Nguyên của chúng ta có một nơi cho các phụ nữ Gia Rai mang đến để chào mừng một ngày đầu tiên của năm mới trong chương trình Cùng Chương Cuối Tuần thưởng thức và trải nghiệm. Xin cảm ơn các nghệ nhân và một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả, những người đã luôn đồng hành chia sẻ cùng Cùng Chương Cuối Tuần thưởng thức và trải nghiệm. Một số quý khán giả lên sân khấu để nhảy múa vô cùng với các nghệ nhân của chúng tôi. Chúng tôi rất vui, chúng tôi rất hạnh phúc vì điều này. Xin mời các quý vị khán giả khác chúng ta có thể cùng lên sân khấu nhảy múa với các nghệ nhân của chúng tôi. Đây là ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta hãy nắm tay các nghệ nhân Gia Rai, nới rộng vòng xoan để tình cảm của chúng ta thêm thắm thiết và mặn nồng trong buổi đầu xuân năm mới. Một lần nữa xin cảm ơn.
Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý khán giả. Công trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm là chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây từ 19 đến 21 giờ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Công trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm.